Cận cảnh Jeep Compass độc lạ, hơn 1 tỷ tại Việt Nam. Mẫu xe SUV Jeep Compass được định vị là đối thủ của Mazda CX-5, Honda CR-V tại nhiều thị trường thế giới, nhưng xe không được phân phối chính hãng ở Việt Nam nên rất khó để bắt gặp trên đường. Trong phân khúc crossover SUV, tại thị trường ô tô Việt Nam, người tiêu dùng đã quen mặt đặt tên với những mẫu xe như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Do đó, nhiều mẫu xe khác cùng phân khúc vẫn xuất hiện ở nước ta, nhưng không thường được nhắc đến mà Jeep Compass 2019 mới là một trong những ví dụ điển hình. Jeep Compass không được phân phối chính hãng nên những chiếc SUV này lăn bánh trên đường hầu hết được nhập khẩu về nước dưới dạng tư nhân. Mẫu xe SUV Jeep Compass khá nổi tiếng ở một số thị trường như Brazil, Ấn Độ, Mỹ hay một số quốc gia ở châu Âu. Mới đây, một chiếc Jeep Compass đã xuất hiện ở Hà Nội. Xe có ngoại thất xanh khá bắt mắt và nhìn tổng thể chiếc xe toát lên vẻ cứng cáp, như nhiều người anh em trong gia đình Jeep có xuất xứ từ Mỹ, điều mà những chiếc SUV thường không có. Ở ngoại thất, Jeep Compass sở hữu sự cứng cáp như hầu hết các thương hiệu ô tô đến từ Mỹ với lưới tản nhiệt 7 khe gió đặc trưng. Cụm đèn trước, đèn pha hít, đèn chạy ngày LED và đèn sương mù được tích hợp với khe hút gió hạ thấp có viền mạ rôm. Cản trước trên Jeep Compass hiện hành sử dụng nhựa cứng sơn đen sần, kèm chi tiết mạ bạc ở trung tâm, bên trong là dạng lưới chia gió. Phần thân xe, Jeep Compass có vòm bánh vuông vức sử dụng nhựa đen, bộ la răng hợp kim có kích thước 18 inch, cùng bộ lốp Continental đắt tiền. Gương chiếu hậu của mẫu SUV thương hiệu Mỹ được sơn đồng màu thân xe, bên dưới có lớp mạ rô, kèm đèn xi nhan dạng LED cùng với đo tính năng chỉnh gập điện, cũng xuất hiện trên Jeep Compass. Bước sang phần đuôi, Jeep Compass có giải crom chạy từ trụ A ra phần hậu khá ấn tượng, cụm đèn hậu LED cùng tạo hình vuốt hổ tương tự trên xe Peugeot 3008. Bộ đôi ống xả xuất hiện trên chiếc xe hơi mới này, nhưng khá ẩn mình kết hợp cản sau nhựa bạc. Cửa cốp, đèn phanh trên cao, cảm biến camera lùi vẫn xuất hiện đầy đủ trên Jeep Compass. Khoang nội thất xe sở hữu vô lăng bọc da, tích hợp đầy đủ phím bấm chức năng kèm cụm đồng hồ lái 2 ô, với màn hiển thị trung tâm TFT kích thước 3,5 inch, bản cao cấp sẽ có tùy chọn màn hình lái đến 7 inch. Trung tâm bảng tablo là màn hình giải trí 7 inch kèm hệ thống thông tin giải trí UConnect 5.0, có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, nhận diện giọng nói, nhắn tin và gọi điện rảnh tay, cùng với đó là dàn âm thanh 6 loa được tích hợp. Jeep Compass cũng như nhiều chiếc SUV khác có 5 chỗ ngồi, ghế bọc da có chỉnh điện, lỗ thông khí. Hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40, mang lại khả năng chứa đồ tốt hơn khi không chở đủ tải. Jeep Compass thế hệ hiện hành sở hữu động cơ 4 xi lanh, dung tích 2.4 lít cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 237 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ, dẫn động 4 bánh. Giá xe Jeep Compass tại Việt Nam không chính hãng khoảng 1 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.